Trong video clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến mọi người top 3 bộ bàn ghế tầng Thủy Hoàng, hàng mới bên Sơn Đông, đang làm mưa làm gió luôn. What? Và mẫu đầu tiên trước mặt mọi người chính là bộ bàn ghế tầng Thủy Hoàng Lý Ngư Vượt Long Môn gỗ hương đá, bao gồm 6 món. Và mức giá niêm yết của em này là 39.500.000 đồng. Với phần băng dài lên đến 2m31, chiều sâu lọt lòng là 61cm và chiều cao là 105cm. Với phần mặt bàn cũng rất là rộng rãi, là ngang 80 và dài 1m46. Thì kích thước bên em đã có truy cập ở trên website nội thất sơn đông.com. Mọi người có thể lên đó xem để biết thêm thông tin chi tiết. Gỗ hương đá được biết đến là gỗ cứng, chắc, nặng, màu gỗ đẹp, nâu ánh hồng, cộng với những đường vân. Và đi đôi với đó là kiểu tầm thủy hoàng, với những đường nét đục chạm vô cùng mới mẻ và sắc sảo. Với những ai yêu thích sự đơn giản thì bộ salon tầng Thủy Hoàng này là sự lựa chọn đáng để mọi người chú tâm đến. Phần chạm Lý Ngư Vượt Long Môn mang ý nghĩa phong thủy vô cùng tốt cho gia chủ. Và em xin nhắc lại, bộ bàn ghế này chỉ với mức giá là 39.500.000 đồng, được tặng kèm 2 tấm kính ở mặt bàn và mặt đôn kẹt. Mọi người có thể sắp xếp bộ bàn ghế theo cái phòng khách của nhà mình sao cho phù hợp. Đối với quý khách nào yêu thích văn hóa Trung Hoa thì những bộ bàn ghế tầng Thủy Hoàng này là sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Và không nói nhiều hơn nữa thì em xin mời mọi người hãy chiêm ngưỡng một lần nữa lại cái vẻ đẹp của bộ bàn ghế tầng Thủy Hoàng chạm Lý Ngư Vượt Long Môn gỗ hương đá này. Và đừng quên là hãy gọi vào số hotline của công ty em là 0869 018 768 để được chúng em hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình nhé. Và tiếp đến là một bộ bàn ghế không thể bỏ qua, được làm từ chất liệu là gỗ cẩm lai Campuchia tự nhiên cao cấp, với những đường vân gỗ phải nói là thiên biến vạn hóa mà thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta. Thì gỗ cẩm lai được biết đến là một dòng gỗ cao cấp trong top những cái dòng gỗ cao cấp nhất, và được rất là nhiều đại gia chơi gỗ hướng đến bởi tính chất những đường vân đẹp, ít bị nứt nẻ mối mọt cong vênh. Và dòng gỗ cẩm lai Đông Nam Á này hiện tại là đang rất là quý hiếm, với giá trị ngày càng cao. Thì bộ bàn ghế kim tượng trấn quốc gỗ cẩm lai xịn này bao gồm 6 món, là một bàn, một rãnh dài, hai ghế đơn, một đôn trà và một đôn ngồi, với những đường vân gỗ được tuyển chọn cực đẹp, lọc giác kỹ cho quý khách. Thì bộ bàn ghế này với mức giá niêm yết tại Sơn Đông là 165 triệu đồng. Và bây giờ đến bộ bàn ghế thứ ba em muốn giới thiệu đến mọi người, cũng là một bộ bàn ghế theo lối tầng Thủy Hoàng giống như bộ đầu tiên, nhưng bộ này được chạm chương vôi vô cùng tinh tế và sắc sảo. Và mức giá thì nhỉnh hơn bộ đầu tiên một chút, là 42.500.000 đồng. Lưng tựa thì mọi người có thể thấy là lưng tựa chạm những cái hình tượng phong thủy rất là tốt cho gia chủ: tùng, cúc, trúc, mai, thể hiện sự phú quý bốn mùa trong năm, mang đến tài lộc, thịnh vượng và bình an. Chất liệu cũng là chất liệu gỗ hương đá tự nhiên cao cấp 100%, với phần đoạn dài lên đến 2m31, chiều sâu cũng là 61cm và chiều cao cũng là 1m05. Thì thông qua ba bộ bàn ghế ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến mọi người, thì mọi người có thể chiêm ngưỡng, lựa chọn cho không gian phòng khách của nhà mình những cái bộ bàn ghế ưng ý nhất. Và quý khách nào có nhu cầu thì hãy gọi cho chúng em qua số hotline là 0869 018 768 để được nhân viên chúng em hỗ trợ và tư vấn một cách nhanh chóng nhất. Bây giờ thì bye bye mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau.